cái mùi hương thơm này thật là quyến rũ, thật là hợp với làn da của mình. Lát nữa chồng mình vào, chồng mình sẽ chết tươi ngay với mình. Anh đấy ư? Ra đây nói chuyện cái xem nào. Nhưng mà lùi lùi vào đây thế. Trời nóng mà anh mặc áo khoác nỉ. Tại lạnh. Sao lại lạnh? Cởi ra đi nào. Cởi ra và đến gần em và ngửi mùi hương của em đi. Thôi bỏ đi. Ok, đừng lại. Sở Khôi à, nó đi ra đây. Đi ra đây, cởi ra. Thôi mà, không cởi được đâu. Hay là con nào nó để dấu lại trên người của anh không muốn cho em thấy. Cởi ra. Chưa kịp nhìn thấy gì cả. Cái gì đấy cứ kích thích sự tò mò của người ta. Thôi ra đi ra đây. Ra đấy, ra đấy. Người mùi hương của em đi. Anh bị lát. Làm gì ra làng, ra sớm, muốn cả nhà nghe. Sao anh lại bị lát? Không những bị lát còn bị lan men nữa. Mà anh biết chính xác là tại sao anh bị lát và lan men không? Trời, em làm như anh bị nghèo nàn kiến thức lắm. Cái bệnh lát và lan men này là nó lây lan từ vợ sang chồng. Ý anh nói là em lây qua anh. Còn gì nữa. Thật là sự kiến thức của anh thiếu sót trầm trọng. Nghe em dạy này. Anh bị lát và lăng ben là bởi vì là anh ở bẩn. Anh hiểu không? Ở bẩn ấy, bẩn. Bẩn là ở dơ cái gì? Đấy, tiếng của anh nó gọi là ở dơ. Ngày xưa lúc quen anh, nhìn anh lúc nào cũng thơm phức, lúc nào cũng lộng lẫy. Làm cho em tưởng là anh sạch sẽ lắm. Đến khi mà lấy nhau về rồi mới biết là anh một tuần tắm có một lần. Mỗi lần mà người hôi hôi, bẩn bẩn, anh xịt dầu thơm vào, xịt từ trên xuống dưới, xịt cả xuống bàn chân. Nhìn anh dạng gọi là trông đẹp mã, tốt tướng như thế nhưng mà chả khác gì bom lê Trung Quốc. Ý em là làm sao? Đẹp mã nhưng mà rất độc hại. Thôi nhá, bị lát bị lăng ben rồi tối nay anh ngủ dưới đất, cấm có được lên giường, cấm có được sờ vào em. Thôi em ơi, nói nghe. Này, theo đúng cái định nghĩa của anh là bị lây truyền từ người này qua người kia cho nên cấm sờ vào người em. Anh nói thiệt, em cứ yên tâm đi, đừng có lo. Anh mặc cái áo này dày lắm, không thể nào con vi khuẩn nó chui ra khỏi được đâu. Cứ để nằm trên giường. Không, đi xuống đây. Nếu không là em mách mẹ anh nhá, để cho mẹ anh xử anh. Thôi đi, sống cái gì ích kỷ vừa vừa thôi. Ngày xưa, lúc chưa cưới nhau, em nói gì nhớ không? Nói gì? Ngày xưa em nói là khi hai ta về một nhà đó, em thề với lòng là sẽ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với nhau. Bây giờ tại sao em không chia sẻ cái nỗi niềm lan ben này chung với anh? Cái vấn đề là nó phải chi mà anh bị ung thư sắp chết ý. Em chăm sóc anh, em sẽ nói với mọi người rằng chồng của tôi bị ung thư sắp chết, tôi phải đi chăm sóc anh ấy. Nghe như thế còn thấy cảm động, bây giờ lại bảo em phải đi vào bệnh viện chăm sóc chồng em bị lát. Anh đấy có nhục không? Nghe là tự thấy nhục mà tự thấy nó chả có cái gì thơ mộng cả. Nó không có cái gì văn học ở đây cả. Thôi ngủ ở dưới đất đi. Thôi mà lại đi lại. Đừng im đi. Ngủ quá vậy ta. Em bị tẩm thế thế này. Cái con vi trùng lang men nó nhảy qua người em bây giờ. Nhảy thì bây giờ nhảy cho nhảy nè. Thôi đừng. Thôi, em giỡn với anh. Em giỡn với anh nhá. Giỡn cái gì đấy? Em giỡn với anh. Lại đây anh thương. Anh bị điên thương. À? Này. Thương à. Vợ rắn bây giờ nhá. Đừng có tới gần em nhá. Em không muốn bị lát. Đồ lát. Vợ mình thiệt tình đó chứ. Biết mình là dị ứng hải sản đâu mà cứ mua lén giờ để ăn. Tao thấy ra ngoài xong mà tao vô tao ăn hết luôn cho chưa. Cho cái tàu mà khỏi giờ cho chọc tức một tê. Vừa ăn vô ngứa vừa sợ luôn. Biết lần nào. Anh bị dị ứng rồi đó. Chèo có biết dị ứng hải sản? Đúng rồi. Anh có biết tại sao anh bị như vậy không? Ủa, để cho treo vậy? Bởi vì histamine và các hóa chất trong cơ thể của anh sẽ gây ra một triệu chứng dị ứng. Điển hình như là anh sẽ bị buồn nôn, khó thở, ngứa mắt, hoặc là anh sẽ bị nổi mề đay, thậm chí là bị tiêu chảy nữa. Rồi anh sẽ gãy. Nếu như mà anh ngứa, anh tiếp tục gãy như vậy, anh sẽ chảy máu. Mà chảy máu có thể bị nhiễm trùng, mà có thể dẫn đến thương vong.
Anh ơi. Anh ơi. Anh làm sao vậy? Ngứa quá trời, nghe nghe nói xong rồi nhớ là ngứa luôn á trời. À, mà sao cô biết rõ dữ vậy? Tôi là bác sĩ mà. Em phải uống thuốc gì mới được bác sĩ? Tôi sẽ kê cho anh một toa thuốc. Này giống tỳ len á, tỳ len đi ngoài đường á xong mà thấy ai bệnh cái vô cái bói xong mà tự nhiên bây giờ cơ thuốc không biết là uống có khỏi không thôi mà cỡ. Cứ cơ đi. Thích là mua không thích là thầu. Tôi không phải là thầy Lan. Tôi là bác sĩ da liễu. Gì da liễu hả? Anh cầm toa thuốc đó đi mua, uống vào đi, nó sẽ hết. Ok. Nhưng mà bác sĩ da liễu tự nhiên tới đây chi vậy? Đây có phải là nhà của anh Tú không? Nhà anh Tú. Bác sĩ tao tới khám cho anh Tú hả? Mà sao anh biết anh Tú? Tại là tôi ở trong cái nhà này luôn cho nên tôi biết anh Tú thân với tôi lắm. Mà bác sĩ là bác sĩ ở khoa nào vậy? Tôi là bạn của Nhã. Tại vì Tú ngại không dám đến bệnh viện nên Nhã đã nhờ kêu tôi tới đây khám. Bị ngại mà anh cũng biết chuyện này đúng không? Biết chứ, anh Tú thân với tôi lắm. Cái chuyện gì cũng cửa mà. Anh Tú bị bệnh đó đúng không? Đó đúng không? Đúng rồi. Thôi tôi đi nha. Thiệt luôn á. Nó quá trời. Thiệt luôn á chứ. Không sao, tự nhiên anh Tú bị cái bệnh quá liễu rồi sao trời. Chánh ra cho con bưng nước cho khách. Chờ tao coi chút đi. Coi cái gì mà coi. Đi. Nước ấy đi rồi uống nước đi con. Này để cho tao coi chú, chút coi. Chú làm cái gì kì vậy? Mày cởi ra tao coi chút cởi coi. Cái gì mà cởi con mày... với chú khác nhau gì đâu mà mày coi. Giống gì khác chứ sao không khác được. Mày nói chuyện hoài đưa mày coi. Chú. Thằng này nó ngộ ghê đó. Để đi, không ai thấy đâu. Đi. Thôi coi gì chút. Chú. Cho tao coi chút đi. Coi cái gì? Thì đó coi mày cũng bị sao rồi hiểu không? Trời ơi cái thằng này nó ngộ ghê nha. Hồi nhỏ đó mày ở chuồng mày tắm mưa xong mày kêu tao ẵm mày về mấy lần mày quên rồi hả? Lớn lên rồi mày đặt à. Giờ đủ lông đủ cánh này là mắc cỡ gì? Đi coi chút coi. Chú. Bệnh rồi phải không con? Chú biết chuyện này rồi hả? Biết rồi. Mà có không? Có. Trời có hả con? Rồi mày có đi khám bác sĩ không? Con có kể chuyện này cho Nhã biết. Trời ơi. Cái vợ con cũng hiểu. Gọi bác sĩ về tận nhà chữa luôn đó. Trời đất ơi. Rồi bác sĩ có nói khả quan không? Nói là có khả quan. Nhưng mà nếu như con không thay đổi thói quen này con sẽ bị lại. Trời ghê quá vậy. Rồi mày có lay cho ông vợ mày chưa? Không biết có lay chưa mà bữa giờ thấy biểu hiện của vợ con cũng giống con rồi đó. Thôi chết bà rồi, sao mày làm khổ vợ mày hoài vậy Tú? Biết rồi chứ đừng có trách con nữa thiệt. Con ân hận lắm rồi, từ bữa đến giờ con cứ đứng khóc một mình trong toilet, con đâu có dám nói với ai đâu. Ôi, đẹp trai lồng lộn lên vậy mà bị bệnh đó. Ê, trời ghê quá. Đừng. Giờ con muốn gì hả? Con nói thiệt với chú cái. Mày đẹp vậy mà mày bị bệnh. Cái bệnh này mắc cỡ lắm chú. Làm ơn con lại chú thương con chú che giấu giùm con nha, chứ không thôi là con không có dám ra đường chắc con chết á. Trời ơi bậy bạ quá. Thôi được rồi, con làm gì con làm đi để chú tính cho. Tính giùm con nha. Né ra rồi. Ghê quá mày, hay thiệt cái mày đoán chính xác vậy. Chính xác không? Nó bị rồi trời ơi. Nãy giờ chú kiểm tra là chính xác luôn đúng không chú? Đó tự Tú trước bình minh luôn mà. Chú nói chuyện nãy giờ chú nói chuyện lâu chưa? Lâu, tao nói chuyện nãy giờ tao dụ nó dữ dội lắm nó mới khai thiệt đó, hiểu không? Ui, cái gì vậy? Chú chắc là con này làm gì vậy? Con làm gì vậy? Chú bị lay đầu á. Trời mày bị điên hay sao vậy? Nó bị chứ tao không có bị. Mày làm gì vậy? Trời sao tại mày sao làm cái gì vậy? Chắc tính xe ra đi chú. Tao nói nghe nè, nó bị bệnh chứ tao không có bị. Ôm nó đi con. Con với chú làm bạn với nhau được nào? Chú đừng có bỏ con chú. Hai người này lạ thiệt. Cái mèo bắt chuột. Ngứa dữ vậy trời. Đi ra đây. Cái gì em đang làm việc ở trên ghe? Tôi cần chú ra đây để giải thích rõ xem là đứa nào là đứa nhiều chuyện mà dám xuyên tạc sự thật về chồng tôi như thế. Được rồi. Em ghét mấy cái người nhiều chuyện lắm. Tôi cũng thế. Để em tìm nguyên nhân cho em biết thằng nào nhiều chuyện là em làm cho ra nhẽ luôn, không đẹp, không ăn tiền. Trời ơi, mày mua tao ra coi, mày biết mày làm gì mày lôi tao vậy. Trời ơi.
đừng có đụng vô người tao. Bình tĩnh. Buông ra, cứu chú với coi. Con sẽ không buông tới tới khi bỏ cái chú ở đây. Chết rồi, chết rồi, trời ơi, lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi. Bây giờ chú trả lời cho con biết tại sao từ sáng đến giờ con chạy đi theo chú mà chú cứ lảng tránh con hoài. Tao không muốn mày đứng gần ta mày. Xế ra. Ngày xưa chú ẩm con trên tay mà bây giờ chú né tránh con là sao? Câu đó là mày phải hỏi mày. Tại sao mày để cho tao không dám tiếp xúc với con người của mày? Thì ý con là câu đó đó, chú trả lời đi. Là tao sợ lây bệnh. Bệnh gì? Bệnh gì? Trời ơi, nó bị bệnh truyền nhiễm. Gì? Trời ơi, tao ghê lắm. Con bị bệnh truyền nhiễm hồi nào? Nó bị cái gì? Bệnh xã hội. Bệnh mày liệu. Đúng rồi. Nè, chú hai nói ăn nói cái gì kỳ vậy? Mai trắng. Mai trắng là cái gì? Bệnh mai trắng. Mai trắng là cái gì? Chú nấu là cái bệnh giang mai đúng không? Con bị cái bệnh đó hồi nào mà chú đi đơm đi đặt chuyện đó. Tao không có đơm đặt, có người nói cho tao nghe đàng hoàng. Ai nói? Nào nói với chú chuyện đấy. Thằng này. Bây giờ mày làm ơn mày trả lời tao biết là dựa vào đâu, lý do nào mày nói tao bị bệnh xã hội? Bởi vì chính mắt tôi thấy nè. Tôi thấy bác sĩ Hoa Liễu tới nhà anh chữa bệnh cho anh. Bây giờ anh nghĩ đi. Cái bệnh bình thường thì anh có thể tới bệnh viện, tại sao bác sĩ phải tới tận nhà? Bởi vì anh mắc cửa cho nên là anh gọi bác sĩ tới chữa cho anh chứ gì, đúng không? Đúng bệnh rồi. Bệnh Hoa Liễu chứ gì nữa. Nó suy luận rất là chính xác. Trời ơi, con cẩn thận đi. Mày đã bị cái bệnh mai trắng rồi. Vậy thì hai vợ chồng phải lập tức đi khám liền. Từ mai trắng nó qua HIV nhanh lắm con nhanh ơi lắm. Đó, nhiễm HIV rồi. Vậy chú hai? Con xin lỗi ba người tí, bây giờ cho con ra ngoài chợ, con mua con vịt, con thả vào đây là chúng ta có một cái chợ. Con sợ quá. Nói là từ cái chuyện mà từ bị lác mà chuyển qua thành giang mai, xong chuyển thành ung thư, xong tới HIV. Em hỏi anh câu này, anh trả lời thiệt nha. Ừ. Đã béo lâu rồi, anh chưa tắm. Bao lâu rồi em? Hả? Cái chuyện đấy, không tắm là nó gây ra bị lác. Bỏ cái chuyện xã hội kia đi. Mà cũng cho vừa anh ý. Gì? Không có tắm lúc nào cũng ở bẩn. Bảo đi tắm đấy, bảo là phí xà bông, rồi sợ mòn da, rồi sợ ảnh hưởng hóa chất, rồi có ảnh hưởng đến chuyện mà sinh con đẻ cái. Đúng. Mèo. Cuối cùng anh không tắm, xong rồi bị lác. Bao lâu rồi chị? Bao lâu rồi? Anh chưa tắm. Đâu tính từ cái hồi mà đi ăn ở ngoài đấy, cỡ đây khoảng như 13 ngày. Quá trời quá! 13 ngày. Quá trời quá! Ủa bây giờ anh nói em, dầu thơm sinh ra để làm gì? Để khi mình hôi, mình xịt vô một cái. Ui, thấy ghê quá. Nghe mà ngứa ngay hết trơn trời à. Nấu dây ghê luôn hả chú? Sao con thấy ở bên này có mùi rồi mà sao bên này cũng có mùi là sao nhỉ? Đứa nào ạ? Mùi chú chung nhau. Thao nghe, không phải tụi con nha. Áo này áo mớ. Khép lại, tao tưởng xe rác chạy tới không à trời đó. Chú, mấy ngày đầu chú chưa tắm. Quá trời quá. Thì cũng khoảng 3-9-10 ngày gì. Quá trời quá. Chú Teo mấy tuần rồi chưa tắm, chuẩn bị lét rồi. Mọi người tránh xe ra coi chừng bị lây nhiễm. Thằng kia. Trời ơi, tao cắt cổ mày. Này, không có ý kiểu đấy nhá. Anh liệu thần hồn anh đi tắm đi. Tối nay nhá, mà anh chưa tắm đi lên giường, đừng có hòng mà động vào tôi. Anh biết rồi mà. Đây, lại lợi dụng. Vợ anh là đẹp nhất thế gian, người sạch sẽ nhất thế gian, bởi vì anh cũng phải làm sao cho xứng chứ đúng không? Em đi tắm đi. Gãi giùm miếng đi. Gãi không biết người ta lên tắm nè. Ghét đi chứ nè. Đã quá. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tình